Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Ngành Việt Nam, và đây là Asus Zephyrus SGX502, và mình đã có một khoảng thời gian tầm là hơn một tuần sử dụng nó, trải nghiệm nó. Và trong video này thì mình sẽ có những cái chia sẻ của mình, những cái cảm nhận cá nhân của mình về chiếc máy này, về hiệu năng của nó như thế nào cho một chiếc laptop mỏng gọn nhẹ, như mức giá không mỏng gọn nhẹ chút nào đối với mình, còn tầm là hơn 50 củ. Còn đối với nhiều bạn nào mà nhiều tiền thì có lẽ là nó cũng khá là mỏng gọn nhẹ mà thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu video ngay bây giờ. Thiết kế sẽ là thứ mà mình muốn nói đầu tiên, và mình phải nói là nó đẹp với phần trước được bảo vệ bằng tấm ốp kim loại vân phay xước, cùng với đó là logo ROG truyền thống với led đỏ đậm chất gaming. Ngoài ra toàn bộ phần khung máy thì cũng sẽ được làm bằng chất liệu hợp kim manhê để máy có trọng lượng nhẹ nhưng vẫn có thể mang lại độ cứng cáp tốt. Nói chung là thiết kế thì gần như là mình không có điểm chê cho chiếc máy này. Mặc dù thuộc phân khúc laptop gaming nhưng mà Zephyrus SGX502 lại có một trọng lượng cũng như một bề dày cực kỳ lý tưởng. Đấy là bề dày của nó sẽ chỉ có là 18,9 mm, và cái độ nặng của nó cũng sẽ chỉ nằm khoảng tầm là xấp xỉ 2 kg mà thôi. Như vậy là việc để các bạn có thể mang vác chiếc máy này di chuyển ra ngoài, ra quán cà phê chơi game hay là làm việc cũng cực kỳ là dễ dàng, không gặp bất kỳ một chút khó khăn nào cả. Có lẽ nhiều bạn khi mà thấy cái chiếc Zephyrus SGX502 có một cái bề dày như thế thì sẽ tự đặt ra một câu hỏi rằng là với cái bề dày chỉ là như vậy thì liệu nó có tản nhiệt tốt không, và cũng như là hiệu năng của nó mang lại có tốt hay không. Khi mà mình nhìn thấy cái chiếc máy này thì mình cũng nghĩ ở trong đầu là như vậy, nhưng mà chút nữa thì chúng ta sẽ chia sẻ về phần hiệu năng sau đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về những thứ khác trước. Dưới đây thì chúng ta sẽ có khu vực bàn phím để trang bị hệ thống đèn led RGB dạng VKey, mang lại những hiệu ứng đẹp mắt hơn cũng như đi kèm công nghệ Aura Sync. Độ nảy của phím thì nằm ở mức vừa, nhưng nếu như khó tính một chút thì chúng ta cũng có thể nói là nó hơi cứng. Kích thước của phím lớn giúp cho mình có thể nhập liệu không gặp sót và bấm lộn phím. Cũng vì phím lớn thế nên ở đây chúng ta sẽ thiếu vắng đi cái hàng phím số, nó sẽ hơi bất tiện một chút cho những bạn nào thường xuyên làm những công việc kiểu là nhập liệu, kế toán các thứ. Còn đối với mình thì chỉ edit video với cả chơi game thì cũng không quan tâm chuyện lắm. Thế nhá. Phần chiếu nghỉ của máy thì được phủ sần nên giúp mình khi mà bị ra mồ hôi tay cũng không gặp tình trạng trơn trượt, nên là mình cũng đánh giá tốt ở cái khoản này. Ngoài ra thì Zephyrus S cũng khá đầy đủ những cổng kết nối như cổng USB A 3.1, chúng ta có cổng USB C hỗ trợ Power Delivery, cổng HDMI, sắp cắm tai nghe và mic 3.5mm, cùng với đó là cổng mạng chuẩn RJ45 giúp cho các bạn có thể kết nối mạng dây cho chiếc máy một cách dễ dàng. Với người sử dụng bình thường thì có lẽ như vậy là đã quá đủ để sử dụng rồi, nhưng đối với mình thì nó sẽ hơi thiếu một chút, bởi vì nó sẽ không có khe để có thể cắm được cái thẻ SD, một trong những cái thứ mà mình cực kỳ cần thiết, bởi vì là làm công việc liên quan đến video cũng như là chụp ảnh, mà mình muốn có một chiếc máy đấy là khi mà chụp ảnh xong sẽ có luôn cái khe đó để cắm vào. Nhưng không sao, bởi vì là mình sẽ không có đủ tiền để có thể vớ lên chiếc máy này, nên là điều đó cũng không quá là quan trọng với mình. Còn không biết là đối với các bạn nó có quan trọng hay không. Màn hình của máy thì sẽ có kích thước là 15.6 inch, là một trong những kích thước cũng có thể gọi là phổ biến của laptop gaming. Độ phân giải sẽ đạt Full HD và tấm nền IPS cho tần số quét lên tới 144Hz cùng với độ trễ chỉ là 30ms. Zephyrus S cũng được trang bị thêm công nghệ G-Sync của NVIDIA để mang lại khả năng giữ ổn định của mình tốt hơn khi kết hợp với cảm độ hạ rời. Qua các bài đo thì màn hình của Asus Zephyrus S đạt 74% giải màu Adobe RGB, 70% giải màu NTSC và đạt tới 96% giải màu sRGB. Thêm nữa thì màn hình này cũng đã được cân màu sẵn khi xuất xưởng, nên dù anh em có dùng máy để chơi game hay là làm đồ họa thì cũng không cần lo về việc sai màu. Và nói thật, từ ngày mà mình mượn được cái máy này về, mình toàn dùng nó để cân màu cho video thôi, quá là ngon lành. Độ sáng của màn hình thì nằm ở mức khá, và do nó được phủ thêm lớp chống chói nên anh em có thể sử dụng dễ dàng hơn ở ngoài trời. Tiếp tới một thứ nữa mà chúng ta cũng sẽ không thể nào mà không nhắc tới, đấy chính là phần bản lề của máy. Thì phần bản lề này nó được làm không quá cứng nên chúng ta có thể dễ dàng mở nó lên được một tay, nhưng mà nó cũng sẽ không bị quá dơ, nên các bạn cứ yên tâm đi. Cái tình trạng đấy là bị gập cái màn hình xuống chỉ do một cơn gió là không hề có. Cùng với đó, khi mà chúng ta mở máy lên, bên dưới máy sẽ mở ra một khoảng hở để có thể tản nhiệt tốt hơn, và đó cũng là đặc trưng của dòng Zephyrus. Và phải nói rằng là mình cực kỳ thích cái thiết kế kiểu này, bên dưới lại còn có thêm hai cái đèn kiểu đèn led RGB nữa, nhìn nó sáng các thứ nhìn rất là hay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần hiệu năng của máy đi. Thì phiên bản mình đã có đây được chạy chip Intel Core i7 9750H, RAM 16GB. Các đồ họa được trang bị trên máy là RTX 2060 6GB GDDR6, ổ cứng SSD 512GB chuẩn NVMe PCI Express 3.0. Với công nghệ tản nhiệt được nghiên cứu cũng như phát triển tốt đến từ Asus, thế nên rằng Zephyrus SGX502 được trang bị lên đây là card đồ họa phiên bản full chứ không phải là bản mắc kiu, thế nên anh em có thể yên tâm về cái hiệu năng của card đồ họa mang lại. Thế nhưng sẽ có một điểm hơi đáng tiếc một chút, đấy là mình không mượn được cái phiên bản full option với RAM là 32GB, mà đây chỉ là phiên bản RAM 16GB mà thôi.
Nhưng không sao, chúng ta cứ chia sẻ với bạn 16 hình ảnh cũng được. Đầu tiên mình có sử dụng máy để render video 4K bằng Premiere kết hợp với một số hiệu ứng từ After Effects thì máy cho khả năng render khá nhanh. Thời gian render xong chỉ chậm hơn khoảng 30-35% so với PC mà mình sử dụng cấu hình i7-7700K và card với 580 8GB. Mình và anh Phước Phèo Phơn cũng đã test thử tựa game Battlefield 5 trên cái chiếc máy này. Đây là một tựa game cũng khá nặng, đủ để ép chiếc máy hoạt động ở hiệu suất cao. Khi mà chơi game ở max setting thì nhiệt độ CPU dao động trong khoảng từ 77-80 độ, trong khi là GPU sẽ ở khoảng 69 độ C. FPS trung bình mà máy đạt được là 75 FPS. Nói chung là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về hiệu năng của Zephyrus S GX502 mang lại. Thế nhưng sẽ có một điều, đấy là nếu như các bạn sử dụng chiếc máy này với hiệu suất cao thì quạt tản nhiệt của máy sẽ phát ra tiếng khá là ồn, nó sẽ ù giống kiểu tiếng của máy và phản lực ấy. Đây thì mình sẽ cho các bạn nghe thử nhá. Pin của máy thì làm cho mình cũng rất là hài lòng, bởi vì khi mà mình sử dụng những tác vụ như là lướt web, xem phim hay là làm một số công việc văn phòng, liệt kê cũng như lên plan các thứ thì mình có thể sử dụng tốt trong vòng 7 tiếng sử dụng. Còn nếu như khi mà mình sử dụng nó để render video hoặc là các bạn sử dụng nó với những tác vụ nặng hơn, kiểu chơi game hay là những thứ gì đó, nói chung là nặng, thì cái thời gian này nó cũng sẽ bị thay đổi, và nó thay đổi như thế nào thì cũng lại tùy vào mục đích mà các bạn sử dụng mà thôi. Nói chung là như thế. Và trên đấy là đánh giá của mình về Zephyrus S GX502 sau một quá trình mà mình sử dụng nó sau khoảng hơn một tuần. Và các bạn thấy sao? Các bạn nhận định như thế nào về chiếc máy này? Xin một comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy thích đừng quên để lại một like, share và đón subscribe kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhịp Việt Nam để chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.